Nếu bạn đang muốn tìm kiếm những bài tập đơn giản, dễ tập nhưng mà lại hiệu quả để đốt đi vùng mỡ thừa đáng ghét ở vùng bụng thì đừng bỏ qua năm bài tập sau đây nhé. Vâng, và những bài tập này sẽ giúp cho các bạn có một cơ bụng săn chắc giúp chúng ta đốt đi mỡ thừa ở vùng bụng cũng như là toàn bộ cơ thể và hãy sẵn sàng để chúng ta bắt đầu bài tập nhé. Và với bài tập thứ nhất, bạn sẽ đứng trong tư thế hai chân mình tách mở bằng hông. Hai chân tách mở bằng hông này hít đầy một hơi vươn căng tay lên nè nhớ nhá siết bụng này chúng ta đứng luôn luôn siết bụng và siết đùi nhá đó mình siết bụng vào cả hai cái cánh tay mình song song lòng bàn tay hướng vào nhau và chúng ta áp 10 ngón tay vào nhau siết bụng lại đứng là nhớ là chúng ta siết bụng mình không cong mông nhá cô Nga đứng sang ngang để các bạn quan sát này đó cái bụng của mình này không cong cái mông như thế này không vảnh mông không cong mông cuộn xương cụt xuống rút cái rốn về sau đốt xương cụt đúng không ạ đó cuộn xương cụt xuống đó các bạn thấy không đó, không cong mông này nhá, không cong mông này, không cong mông, cuộn xương cột rút rốn lại, siết bụng, siết đùi. Đó, đứng. Đó, bạn sẽ giữ trong tư thế này 60 giây. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục. Vẫn đang trong tư thế hai chân mở bằng hông này. Đó, hít đầy một hơi thật sâu. Mình tiếp tục mình vươn hai tay lên. Rồi, siết cái bụng của chúng ta lại, siết bụng lại, nhớ là siết bụng này. Nén thở nhá, nén thở này, nén thở nghiêng qua bên trái. Siết bụng lại. Lên thở. Đó. Hít đầy một hơi quan sát kỹ này, hít đầy một hơi quan sát kỹ này, nén thở nghiêng qua bên phải. Siết bụng đã. Lên thở. Đó, bây giờ các bạn quan sát lại một lần nữa nha. Nào. Hít đầy một hơi, siết bụng, nén thở nghiêng qua trái rất tốt siết bụng vào siết bụng vào nhớ là mình hay có lỗi là cụp với lề gập này không cụp nhá tưởng tượng sau lưng mình có cái bức tường ấy. đó cái vai trái mình hướng ra trước siết bụng lên thở quan sát một lần nữa này hít đầy một hơi siết bụng nén thở qua phải nhớ nhá không cụp vai không cụp vai siết bụng lên thở ra đó bài tập này các bạn cũng sẽ thực hiện từ 8 cho đến 12 lần nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với bài tập thứ hai. Bài tập thứ hai bạn hãy hạ hai cái gối của chúng ta xuống thảm. Hai gối của mình mở rộng bằng hông, gót chân sau của bạn sẽ dựng lên. Nhớ là cũng luôn luôn là siết bụng. Siết bụng nghĩa là khi các bạn sờ vào thì cái cơ bụng của mình nó rắn chắc đấy. Và nếu bạn vẫn chưa biết cách siết bụng thì hãy search tìm trên kênh của cô Hàng Nga cách siết bụng hàng nga yoga cách siết bụng nhé đó về chúng ta sẽ biết thêm cái cách để mình siết bụng nào hai cái tay mình để cạnh vang tay dựng gót chân hít đầy một hơi siết bụng vẫn là siết bụng nén thở nghiêng qua bên trái nhớ nhá cũng không có lỗi là cụp này không cụp này cái lưng mình có một bức tường ở phía sau đó đó siết bụng lên thở quan sát lại này hít đầy một hơi siết bụng nén thở sang phải nhớ đổi bên nhá nhớ đổi bên siết bụng lên thở cô hàng ngày hướng dẫn lại một lần nữa các bạn quan sát kỹ này nhớ là siết bụng nhá siết bụng vào mình nén thở nha, lên rồi mình mới thở ra nhé. Hít đầy một hơi. Siết bụng, nén thở nghiêng qua bên trái nhớ này, thẳng lại, thẳng lại, đúng rồi. Siết bụng. Lên thở, nhớ đổi bên. Hít đầy một hơi siết bụng, nén thở sang phải. Ra tốt siết bụng. Lên thở. Rồi đó là bài tập số 2 thì chúng ta cũng sẽ thực hiện từ 8 cho đến 12 lần bạn nhé. Bây giờ mình sẽ đến với bài tập số 3. Số 3 chúng ta sẽ duỗi cái chân trái của mình sang ngang Gót chân nó thẳng hàng với cái gối phải Nhớ là cái chân phải của mình làm trụ là luôn luôn vuông Nó không trãi ra thế này nhé Thì các bạn sẽ tu lại Nó để nó vuông Rồi mình vươn tay mình lên Đó Nhớ nhé Xiết bụng này hãy nhớ là xiết bụng Nghĩa là chúng ta kiểm tra bằng cách mình sờ vào cái bụng Mình ấn nó không có lõm nó rắn này nó rắn này đúng không Đó Nào khít đầy một hơi Xiết bụng nén thở nghiêng qua bên trái Đúng rồi, siết bụng, siết bụng, nghiêng, nghiêng, nghiêng sâu Siết bụng, lên thở Đúng không ạ? Rồi, quan sát kỹ là một lần nữa cô hàng Nga đổi bên nhá Rồi, duỗi cái chân phải sang Gót chân cao ngang với lại gối trái Nhớ nha, chân sau chúng ta hãy dựng cái gót chân của mình lên để mình đứng cho vững đấy Nào, vươn tay lên Đúng rồi, nhớ là cái chân trụ làm trái là vuông nhá Hít đầy một hơi, nén thở, siết bụng nghiêng qua bên phải Siết bụng lại, siết bụng lại lên thở ra quan sát lại một lần nữa nào hít đầy một hơi nén thở siết bụng sang phải siết bụng siết nghiêng siết nghiêng siết bụng lên thở rồi và các bạn hãy nhớ nhé bài tập này thì chúng ta cũng sẽ thực hiện từ 8 cho đến 12 lần Hãy nhớ đổi bên nhé Vâng và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với bài tập số 4 Bài tập số 4 đó là tư thế cây cầu Và cái tư thế này thì ngoài cái việc đốt mỡ thì nó có một cái tác dụng rất là tuyệt vời Là sẽ giúp chúng ta trị liệu cuộc sống giúp mình làm chắc khỏe thêm cái phần cuộc sống của mình Cho bạn có một cái cuộc sống linh hoạt hơn Giúp mình giảm đau lưng cực kỳ là hiệu quả Nào hãy nằm xuống để chúng ta bắt đầu cho tư thế này Bạn cũng có thể theo cách là mình nghiêng người sang một bên và mình nằm xuống Đó như thế sẽ an toàn cho cái lưng của chúng ta Nào bạn hãy quan sát nào Hai chân của mình tách ra và mở bằng hông Bàn chân mình song song với nhau Cái gót chân mình để gần mông một tí xíu Úp cái lòng bàn tay xuống Hít đầy một hơi Nén thở nhé Vẫn đang là nén thở là hít đầy một hơi Bình tĩnh nhé Quan sát cô Hoàng Nga thực hiện nén thở Nâng bụng nâng hông lên Đó Thì các bạn sẽ thấy là mình cần phải siết bụng này siết mông này Mình nâng cao cái hông lên Đó hạ xuống Chúng ta mới thở ra Quan sát lại một lần nữa Chú ý là chúng ta khi mình thực hiện thì Mình không ngoái sang phải hoặc trái để quan sát Chúng ta mắt nhìn hướng lên trần nhé Một lần, quan sát lại một lần nữa nào Hít đầy một hơi Nén thở là Nâng bụng, nâng hông Xiết cái bụng vào, xiết cái mông vào Đẩy cao lên nữa nào Cao lên, đúng rồi, cao lên Rất tốt, xuống, thở Quan sát một lần nữa nhé Hít đầy một hơi nén thở siết mông siết bụng và nâng cao lên nào đúng rồi không có lỗi là xòe gối ra nhé khép cái gối vào khép cả mũi bàn chân mũi bàn chân nó sẽ có xu hướng là xòe ra đó hạ xuống thở ra thì bài tập này các bạn cũng sẽ thực hiện từ 8 cho đến 12 lần nhớ nhá hít này nén thở nâng lên rồi mới thở ra và bây giờ chúng ta đến với một cái bài tập cực kỳ là 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 thú vị luôn để cô quay sang đây dễ quan sát hơn trong chúng ta đó là gọi là tư thế châu chấu các bạn sẽ thực hiện là trong cái tư thế mình nằm sấp nhé trong tư thế chúng ta nằm sấp đúng rồi mình sẽ nằm sấp lại rồi úp cái mũi bàn chân của chúng ta xuống hai cái tay chúng ta để cạnh và mang tay và trong cái tư thế này á thì các bạn cần phải siết cơ đùi siết cơ bụng siết cơ lưng để chúng ta dùng cái lực để mình nâng lên nhé nâng cái thân trên lên và nâng cái đùi lên bạn hãy quan sát trước này hít đầy một hơi vẫn là nén thở hít đầy một hơi nén thở siết chặt cái lưng lại nâng bụng nâng thân trên cao lên đấy nâng cả hai chân nữa lên nhé đúng rồi, hạ xuống chúng ta mới thở ra các bạn sẽ thấy rằng là mình không cong cong cái chân như thế này nhé không cong cong cái chân để nâng lên đạp căng cái chân ra siết cơ lưng lại và bài tập này sẽ giúp bạn chắc khỏe cơ lưng cũng giúp chúng ta giảm đau lưng cực kỳ là tốt luôn và bạn hãy quan sát lại nhé nào nhớ này siết siết bụng và siết lưng nhớ nhá dùng cái lực của cái cơ lưng để mình bẩy ngực lên hít đầy một hơi nén thở nén thở là nâng thân chân lên nâng cả chân lên khép hai cái chân vào đúng rồi khép hai chân vào không xòe ra hạ xuống mới thở ra Quan sát một lần nữa nào Hít đầy một hơi Nén thở Nâng thân trên lên Nâng chân lên đập căng cái chân ra siết căng đôi bạo, Đúng rồi Xuống thở ra đó, thấy không? Bài tập này sẽ giúp chúng ta chắc khỏe cơ lưng nữa, giúp mình giảm đau lưng khá là hiệu quả. Chúng ta sẽ thực hiện bài tập này từ 8 cho đến 12 lần. Đó là cô Hàng Nga vừa hướng dẫn chúng ta 5 cái bài tập. Đó, 5 cái bài tập bạn hãy nhớ thực hiện nó thường xuyên và đều đặn và có một điều rất là quan trọng đó là sau khi chúng ta thực hiện bài tập thì mình nên là bổ sung đầy đủ đạm cho cơ thể bởi vì đạm sẽ giúp cho các bạn tạo cơ đúng không ạ đó thì mình phải có đạm để chúng ta bù lại cho những cái thớ cơ của chúng ta thì bạn mới có cơ bụng săn chắc được mới có cơ bụng một một được và bạn đừng quên là nếu bài tập hữu ích hãy nhớ giúp cô hàng nga hãy lan tỏa và chia sẻ nó cho những người bạn xung quanh của mình để chúng ta cùng luyện tập và đây là một phần của các bài tập trong các khóa học yoga online cùng với cô Hàng Nga mà đã giúp cho hàng ngàn học viên đã cải thiện được sức khỏe cũng như là vóc dáng của họ có một cái vóc dáng thon gọn hơn và nếu như bạn muốn rằng cái việc luyện tập của mình nó sẽ được hiệu quả hơn nhiều thì chúng ta có thể inbox cho cô Hằng Nga về trang fanpage Nguyễn Hằng Nga Yoga để tham gia các cái lớp tập yoga online cùng với cô giáo nhé và nhớ là bổ sung đạm cho cơ thể mình sau buổi tập nhớ nhé trong vòng chỉ sau khoảng 20 phút thôi sau buổi tập là bạn nên bổ sung đạm cho cơ thể. Và cô Hà Nga xin chào, hẹn gặp lại chúng ta ở trong những bài tập tiếp theo.